Để chuẩn bị cho trận giao hữu với U16 Eintracht Frankfurt, đội tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên Nikolai Adam. Các bài tập của đội tuyển U17 Việt Nam tập trung vào việc chống phản công, lối chơi điển hình của nhiều câu lạc bộ châu Âu, trong đó có Eintracht Frankfurt. Đặc biệt trong buổi tập này, các cầu thủ của đội tuyển U17 Việt Nam mắc một số lỗi về phòng ngự. Ngay lập tức, huấn luyện viên Nikolai Adam cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trực tiếp chỉ ra lỗi sai và giúp các cầu thủ sửa ngay tại chỗ. Ở buổi tập diễn ra trong buổi chiều cùng ngày, huấn luyện viên Nikolai Adam tiếp tục gây ấn tượng với toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam khi ông đã trực tiếp vào tập và thị phạm cho các cầu thủ trong bài tập khởi động. Điều này đã cho thấy được sự quan tâm của đội ngũ ban huấn luyện Eintracht Frankfurt dành cho toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam. Kết thúc bài tập khởi động, các cầu thủ được chia làm hai đội để đấu tập trong vòng 2 hiệp. Qua đó, áp dụng những bài học mà các cầu thủ được tích lũy trong những ngày vừa qua. Kết quả chung cuộc, đội áo đỏ có chiến thắng 2-1 trước những chàng trai áo trắng. Lối chơi counter pressing là một lối chơi cần tốc độ và cả thể lực dồi dào. Điều này có vẻ như cũng gây ít nhiều khó khăn dành cho những cầu thủ có thể hình tương đối nhỏ bé. Đối với em thì thể hình của em hơi thấp bé với các anh, nên em thấy rất nhiều khó khăn. Ở cấp câu lạc bộ thì chúng em không tập mấy bài counter pressing như thế này, nên đối với em thì em cần học hỏi nhiều hơn. Kết thúc buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những phát biểu về cảm nghĩ của bản thân trước trận đấu với U16 Eintracht Frankfurt. Như các bạn thấy là hai ngày qua chúng ta tập những cái bài tập rất là tốt, và đó là trong một trong những cái mục tiêu mà đội bóng chúng ta cần trong tương lai phải chuẩn bị, tức là những cái bài tập gây sức ép và chống phản công. Thì đó cũng là một phần trong công tác chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Một ngày, hai ngày chúng ta không thể nào thuần thục được, chúng ta phải còn thời gian. Và cái chuyến đi này, cái mục đích cuối cùng cũng như cái mục đích đầu tiên của chúng ta là tập luyện và học hỏi. Và chính vì thế là có thể là hai ngày qua những cái bài tập rất là nặng, cường độ rất là cao. Thậm chí như ngày mai chúng ta buổi chiều có trận đấu thì buổi sáng chúng ta lại có tập thêm một tiếng đồng hồ nữa. Cái đó không vấn đề gì cả. Không phải vấn đề chính chúng ta là giải quyết, vấn đề chuyên môn. Và các cháu sẽ được học những cái phương pháp, những cái chiến thuật mới, chứ không phải là kết quả. Thì cái kết quả không quan trọng. Vấn đề là U17 chúng ta học được những cái gì và đã sẽ thể hiện những cái gì trong các trận đấu sắp tới, cũng như cái trận đấu ngày mai. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U16 Eintracht Frankfurt sẽ được phát trực tiếp vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 3 trên fanpage và kênh YouTube của Nextsport cũng như là Next Bundesliga Việt Nam.